Cuộc biểu tình quy mô lớn diễn ra giữa lúc tỷ lệ tín nhiệm dành cho chính phủ không ngừng giảm, trong khi kinh tế Ba Lan tăng trưởng chậm lại. Tình hình nền kinh tế Ba Lan đã xấu đi rất nhiều, trong khi đó, chính phủ lại không hề lắng nghe ý kiến và nguyện vọng của người dân. Ông Donald Tusk ra đi là cách duy nhất để thay đổi Ba Lan. Chúng tôi muốn chính phủ có một chính sách xã hội tốt hơn. Những người biểu tình cũng đòi hủy quyết định tăng tuổi về hưu từ 65 lên 67 như kế hoạch cải cách dự kiến của chính phủ. Các nghiệp đoàn ước tính số người đi biểu tình hôm qua 14 tháng 9 là khoảng 100.000 người, biến cuộc biểu tình trở thành đỉnh điểm của 4 ngày phản kháng được tổ chức ở Warszawa. Tình trạng việc làm hiện nay rất bấp bênh, không bảo đảm cho người lao động. Chúng tôi phản đối việc tăng tuổi nghỉ hưu, cũng như đạo luật mới cho phép linh hoạt về thời gian lao động. Đảng cường lĩnh công dân PO của ông Donald Tusk chỉ chiếm được 21-25% số phiếu ủng hộ theo các cuộc thăm dò, so với đảng đối lập chính quyền và công lý PIS được 23-34%, và đảng PO cũng vừa thất bại trong một số cuộc bầu cử bổ sung ở địa phương.